Fury bất ngờ lo lắng cho Joshua, đừng để thua Pulev. Tyson Fury lo ngại rằng Anthony Joshua sẽ gặp khó trước hai đối thủ sắp tới và điều này có thể trì hoãn cuộc chiến của họ vào năm sau. Trong kỳ nghỉ tại Manbela, hai nhà vô địch thế giới người Anh đã gặp nhau và họ đã có những trao đổi về cuộc tỉ thí đáng chờ đợi vào năm 2021. Dù bản thân Joshua và Fury từng nói về điều này trước truyền thông, nhưng trong tiết lộ mới đây, những võ sĩ thách đấu như Oleksandr Usyk và Kurapulev cũng được nhắc đến trong cuộc đối thoại giữa họ. Lúc đó tôi đang đi đến bến cảng. Điều thú vị là nó thu hút nhiều du khách nên khá là đông, không giống như việc chúng tôi sẽ gặp nhau trong một sân golf cá nhân. Chúng tôi là những người của quần chúng, nhưng cũng là những người bình thường. Tôi xuống đó và anh ta đang lái xe. Nó là địa điểm phổ biến nhất để nhìn thấy tôi hay là Tyson. Anh ta nói rằng, đừng để thua Pulev. Tôi đáp lại, thật ngớ ngẩn khi nói những lời như vậy. Tyson lại hỏi, anh phải đấu với Usyk. Tôi trả lời, nghe này Tyson, khi mà anh và tôi đối đầu với nhau, chúng ta không cần phải lo lắng về Usyk. Hẹn gặp lại anh vào năm sau, gửi lời chào đến bà Fury giúp tôi. Hãy vẫy tay với cô ấy, mọi thứ là như vậy. Joshua chia sẻ với Sky Sports. Vốn dĩ Usyk được lên lịch để so tài với Derek Chisora vào hè này, nhưng đại dịch Covid đã khiến trận đấu hoãn lại. Joshua và Fury cũng phải lùi các trận thượng đài của mình vì lý do trên, nhưng họ được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên sàn đấu trước khi năm 2020 kết thúc. Sếp của tập đoàn Medroom là Eddie Hearn đã tuyên bố rằng Joshua sẽ thi đấu đằng sau những cánh cửa khép kín nếu khán giả không được tham dự. Nếu Joshua đánh bại Pulev, tổ chức WBO khẳng định nhà vô địch của ba danh hiệu sẽ đối đầu với Usyk kế tiếp, thay vì lao thẳng vào cuộc chiến được mong chờ với Fury. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.